Còn ai vô không thì mình học luôn nha. Học luôn rồi nè. Thì hôm nay mình học bài về bài tràm á. Bài tràm thì nó có nhiều tên gọi, thì nó gọi là tràm hoặc là gọi là tên tiếng Anh là eczema, thì họ là gọi là viêm da cơ địa, là một trong của tràm. Thì tiêu của hôm nay mình học đó, là mình sẽ trình bày được nguyên nhân và bệnh sinh, rồi chẩn đoán được tràm, rồi trình bày được các biến chứng, rồi các nguyên tắc điều trị, rồi phân tích các phương pháp điều trị để tràm theo dòng trình đạo và chữa trị. Thì do thì mình nội dung của bài học của mình á, thì chỉ có phần đại cương dịch tễ với các bệnh sinh, chẩn đoán biến chứng và điều trị. Thì nói về tràm á, thì tràm nó có thuật ngữ là eczema, là nó là được dùng từ xa xưa để chỉ chung bệnh da xuất hiện các đột phát. Thì đến năm 1978 thì Việt Nam mới giới hạn lại trong bệnh da có một nước, thì đặc trưng của tràm nó là bệnh. Các bạn có bị nhắc đấy không? Thì cái đặc trưng của tràm đó là mụn nước nổi trên nền hồng vàng mọc chùm, giống như cái bài mà hôm bữa mình học, cái bài lúc cái bạn bị nhấp nháy nghe cái đèn tắt nó là sao đó. Rồi thử hỏi thì đến năm 92 á, thì Espio bên kia họ gọi là tràm liên quan cơ địa và tràm do tổn thương da thứ phát. Thì tràm liên quan cơ địa á, người ta gọi là viêm da, viêm da tự miễn á, thì nó là nó thuộc về bản chất cơ địa của mình. Còn viêm da sau khi tiếp xúc á, thì là nó liên quan đến là khi mà mình ví dụ mình đang dép mà cái chỗ đó nó bị tiếp xúc với cái trùng nó nhiều, thì nó sẽ tổn thương cái vùng đó, nó sinh ra mụn nước. Thì đặc điểm ban đầu của nó là sẽ có cái hồng ban, rồi từ cái hồng ban nó sẽ nổi lên cái sẩm, từ cái sẩm đó nó sẽ hình thành. Nên hình thành một cái mụn nước, cái sau đó cái mụn nước sẽ bỏ ra, nó sẽ nước và đóng mài. Thì nó sẽ có hai hướng phát triển tiếp theo á, là nếu mà cái tình trạng đó cứ tiếp diễn liên tục và kèm theo ngứa, thì cái vùng da đó nó sẽ bị sưng hóa, bị lên trang hóa, hoặc là nếu mà cái vùng đó được điều trị khỏi á, thì nó sẽ bệnh giảm dần và trở về với vùng da bình thường. Thì nó được gọi là hiện tượng viêm của bì và thượng bì. Thì mô học của nó là hiện tượng sốt. Sốt nghĩa là sao? Sốt là nó thiếu, nó mất đi sự chặt chẽ giữa các tế bào gai ở lớp thượng bì, thì nó sẽ dễ bị tạo thành cái mụn nước gây phù giang bào, từ đó mới tạo ra cái mụn nước. Thì cái triệu chứng chính của tràm là ngứa nhiều. Chỉ quan trọng nhất của tràm là ngứa nhiều. Thì cái mụn nước nó thì có biến đổi rất là đa dạng và chịu hình thể lâm sàng. Thì mình chia ra làm hai loại là tràm ngoại sinh và tràm nội sinh. Thế nào là tràm ngoại sinh? Tràm ngoại sinh là từ yếu tố bên ngoài, là ví dụ khi mình viêm da tiếp xúc dị ứng, ví dụ da mình nó bị dị ứng có một cái chất, ví dụ có một cái loại quần áo hay là găng tay nào đó, hoặc là mình cái tiếp xúc nó lâu dài thì nó sinh ra tràm, hoặc là viêm da tiếp xúc kích ứng, hoặc có một số loại là khác phản ánh sáng ra dạng tràm, là nó dị ứng với ánh sáng. Còn
một số loại là tràn ra nhiễm trùng, và khi mình bị nhiễm khuẩn cái vùng da rồi đó, nó kích thích hay là tổn thương cái vùng đó mà nó sinh ra tràn, là nó cứ nhắc đến tràn thì người đó là mụn nước ngứa sau này vỡ ra, nó sẽ làm mà gây sưng chỗ đó. Hoặc là chủ yếu là cái tràn nội sinh. Tràn nội sinh cái quan trọng nhất đó chính là cái viêm da cơ địa. Thì cái viêm da cơ địa thì nó hay gặp ở trẻ em, nó thể gặp trẻ em người lớn. Ngoài ra còn có một số hình thái khác của tràn tình, tràn bàn tay, tràn nằm tiền, hệ thống trắng. Thì các kích thích từ môn ngòi đối với tràn nội sinh đó là mình có thể là thuốc. Thuốc thì có thể là thuộc về nhóm kháng sinh. Thì các nhóm kháng sinh mà chủ yếu gây dị ứng đó, thì mình sẽ có penicillin, streptomycin, hoặc là các loại thuốc nhóm sulfamid. Các thuốc mà có lưu huỳnh hoặc là tiện ngâm cũng gây dị ứng. Hoặc là do tình trạng nghề nghiệp thì chủ yếu là các nghề nghiệp như là mình làm cái nghề dược phẩm, thì hoặc là các thuốc trừ sâu, thuốc nhuộm, hoặc là chủ yếu là trong xi măng cũng gây dị ứng. Trong yếu tố sinh hoạt là sao? Yếu tố sinh hoạt là ví dụ mình sử dụng các vật dụng hàng ngày như là quần áo, đồ dùng, giày dép mà nó có chất liệu là không có tốt đó, bằng cao su, bằng nhựa, nó gây kích ứng da của mình, thì có nghĩa là cái vùng da nó bị tràn hoặc là tràn tiếp xúc. Thì đặc trưng của tràn tiếp xúc đó là sẽ có cái hình dạng mụn nước mà theo cái vùng da tiếp xúc với cái vật dụng mà mình xài. Thì còn đối với tràn tệ tạng á, chủ yếu là cơ nó tràn cái nguyên nhân bên trong á, và tràn tệ tạng thì nó chủ yếu là do cái cơ thể mình dễ cảm ứng, và nó thường có mang tính chất di truyền. Có nghĩa là khi mà các bệnh sử á, thì em sẽ hỏi là các cha mẹ hoặc là ông bà trước đó là có bệnh lý về dị ứng như là bề đay hen suyễn hoặc là bị tràn. Thì các nghiên cứu của tháng thì đặc tính của cái da của mọi người về bị cảm ứng thì nó sẽ có thay đổi về tính chất điện, hoặc là cảm giác đau, cảm giác sờ, hoặc là khả năng điều hòa nhiệt độ. Thì những cái da đó thì nó sẽ thiếu với khả năng chống đỡ với axit thì nó tóm lại á, khi mà gặp một bệnh nhân tràn á, nó là đa yếu tố từ bên ngoài đến bên trong. Thì bản chất là cái cơ thể dễ mẫn cảm dị ứng với cái với các tác nhân bên ngoài, hoặc là cái tác nhân bên ngoài nó tác động vô cái tràn. Thì đây là cái cơ chế bệnh sinh của tràn. Thì đây là một cái da bình thường, đây là một cái viêm da cơ địa. Thì các em thấy này là cái chính nhất của cái tổn thương chính của cái tràn đó là cái lớp thượng bì này, nó lỏng lẻo, nó không có giữ được nước. Em có thấy không? Thấy cái thưa nó thưa ra không? Đây này, nó thưa ra này. Cái lớp sebum này là cái lớp nhầy không có, là đặc trưng của da người tràn nó khô. Khi mình điều trị á, mình phải chú ý cái quan trọng là giữ ẩm cho cái da mình bị tràn. Thì nước nó sẽ thoát ra. Còn đối với cái da bình thường á, thì cái lớp tế bào gai này liên kết chặt chẽ với nhau, nó có một cái lớp chất nhờ này bảo vệ. Thì cái nước từ trong cơ thể mình nó không có ra được, nên da của người dân thường nó có được độ ẩm với lại nó kháng được các yếu tố bên ngoài với virus, còn cơ thể thì không có kháng được. Thì tràn với một cái cơ thể dễ bị tràn thì nó sẽ có các yếu tố môi trường bên ngoài làm và tác động cái cơn tràn lên. Thì ví dụ như là các dị nguyên, thì cái dị nguyên này nó cũng liên quan tới các dị nguyên mà liên quan tới dị ứng, nó đều là cơ chế bệnh về tự miễn dị ứng, nên nó sẽ thuộc về các bọ hoặc là bụi nhà. Khi mà gặp
không, như là bò vừa nhà, động vật hay là thức ăn. Thức ăn thì mình đặc biệt chú ý tới trứng sữa lạc là những thứ mà hay gây dị ứng. Thì về khí hậu Nam Cô, như hồi nãy anh nói đó, cái đặc trưng của da bị tràn đó là không chịu được độ ẩm, nên khi mà vào một cái thời tiết hanh khô nữa là da sẽ mất nước, nên nó sẽ làm nặng cái bệnh. Thì da hanh khô thì thường là mùa đông, nên là nhiều là mùa hè. Thì điều kiện vệ sinh đó thì nó lại gốc cái tràn gọi là tràn nhiễm trùng, thì đó là liên quan tới con tụ cầu vàng, con staphylococcus aureus. Thì bình thường cái con này nó cũng sống trên da của mình, nhưng mà khi mà da tổn thương á thì nặng hơn, hoặc là mình sử dụng chủng ngừa vaccine hoặc là sử dụng sản phẩm trị liệu cũng gây ra tràn. Thì mình có thể chia tràn theo hai hướng: một là theo tiến triển bệnh, hai là theo cái phân bố đặc trưng. Thì theo tiến triển bệnh đó, mình sẽ có tràn cấp, bán cấp và mạng tính. Thì đối với tràn cấp á, trên sang thương da thì chủ yếu là mảng hồng ban hồng nước và nó vỡ ra thì có đường nước. Còn trên mảng cấp á, thì khi mà cái mụn nước nó vỡ ra thì gây chóc vẩy đóng mày. Còn đối với mạng tính á, thì sau khi làm đi làm lại nhiều lần thì chỗ đó sẽ tăng sừng lên, cái da nó dày tăng sừng lên, gọi là tăng sừng liên kết hóa. Thì còn theo cách phân bố chân á, thì nó sẽ là bởi nhẹ nhỏ. Bởi nhẹ nhỏ chủ yếu là ở hai má, còn ở người lớn á, thì nó ở chú chú ở các nếp gấp, nó gấp kiểu tay, kiểu chân. Thì điều kiện lâm sàng của cha là sao? Thì ở giai đoạn sơ sinh, thụ nhi, từ mới sinh đến 2 tuổi thì nó thường khởi phát lúc 3 tháng tuổi. Thì nó sẽ có cái đây là này, nó tổn thương kiểu là hai cái má của đứa bé, thì nó sẽ là một mảng hồng ban, mảng lớn hồng ban, trên đó có mụn nước và có đỉnh nước. Nếu bỏ ra thì có rỉ đóng mày. Thì các vị trí là hai má, trán và giai đoạn xung quanh thì xuất hiện ở cằm. Thì đặc tính của tràn nó là một bệnh tự miễn, nên nó thường tính chất là đối xứng và nó gây ngứa nhiều. Thì các em nhớ là sang thương của tràn đó là mụn nước nổi cho nên hồng ban không tập trung, giới hạn rõ. Đây giới hạn rõ này, giới hạn không rõ, không đều và không liên tục. Thì đến giai đoạn lớn 2 tuổi, từ 2 tuổi đến 5 tuổi hoặc là tới dậy thì vị trí nó có sự thay đổi, là nó không chủ yếu ở má, ở cằm nữa, mà nó sẽ chuyển qua cổ tay, mắt cả tay, mắt cá, bàn tay, bàn chân và mặt chuỗi, chủ yếu là ở vùng da chuỗi. Thì nó sẽ di chuyển sang tương từ má cằm sang quanh miệng, quanh mắt. Đây là ví dụ như ở quanh gối này, ở quanh cổ chân và ở mắt chuỗi. Đó, mặc dù bạn ở xuống hai bên đều có. Thì sang thương nó cũng tương tự như là cái hình dạng sang thương nó cũng tương tự là đỉnh nước hồng ban, một nước hồng ban có đỉnh nước, nhưng mà bây giờ nó kéo dài rồi, nó sẽ có xu hướng là tăng sừng và nó sẽ da bị khô đi. Thì cái tràn kiểu là thì nó là tràn ngứa ngứa nhiều. Thì đến giai đoạn người lớn, trẻ lớn thì sao? Thì nó sẽ có hai thể là mãn cấp với mãn tính. Thì lúc đó là nó là trải qua một giai đoạn kéo dài rồi, thì vị trí nó chủ yếu là sẽ ở nếp gấp và mặt cổ của bàn tay, bàn chân và mặt chuỗi của chi, hay mặt chuỗi của bàn tay, bàn chân. Thì lúc đó sang thương nó sẽ chuyển thì từ đóng vẩy là sang hơi chày da tăng sừng, đầy sức kèm với mức đầy sức do cào gãy. Thì các vị trí đây là các bạn đầy gan dễ nhớ này. Thì đối với
là quanh mo quanh má này, trán này, có thể là gặp ở cổ tay, cổ chân, mặt chuỗi. Thì khi mà chuyển qua người lớn đó, thì nó sẽ tập trung, nó sẽ không có gì, nó có suy ở mặt nữa, mà sẽ tập trung ở vùng khuỷu tay, cổ tay, cổ chân của phần phần khuỷu. Thì đó là cái vị trí mà tôi tập tràng. Và em nhớ là tràng là đối xứng, vì đi lâm sàng mình sẽ gặp rất nhiều sang cương mà nó có một ước cho nên phòng ban, nên em phải khai thác cái đặc tính của nó là có liên quan đến đặc tính gia đình, được có cái bệnh lý về dị ứng hay không, như bị mùi dị ứng hoặc là bị mề đay. Rồi em coi sang cương thì của nó là một nước cho nên phòng ban. Nếu mà gặp cứ cứ nếu là bệnh nhân nhi á thì ít sẽ thấy được, ít thấy các dày sần với lý gen hóa, nhưng mà cái sang cương nó đặc trưng á là ở quanh má, ở trán, nó vị trí đặc trưng của nó đôi xứng hai bên. Còn ở người lớn á, người lớn em có thể thấy được là các mảng dày sừng đi chen nó với cái tổn thương lưng quá nhiều. Thì mình đó là bước qua là trạng tiếp xúc. Thì trạng tiếp xúc nó gọi là viêm da tiếp xúc, nó là một phản ứng viêm cấp hoặc mãn tính của da, nó có yếu tố trong môi trường tiếp xúc với da. Thì nó sẽ thông qua hai cơ chế là không miễn dịch hoặc là miễn dịch. Thì có yếu tố mà viêm da thì không miễn dịch đó gọi là viêm da tiếp xúc kích ứng, thì nó chiếm 80%. Và em để nha, thì kích ứng là nó sẽ gây hầu hết với ai tiếp xúc với cái chất đó. Còn cái viêm da tiếp xúc dị ứng đó, thì chiếm 20%, là nó phụ thuộc vào cái nhạy cảm của mình đối với cái dị nguyên đó, là không phải ai cũng bị. Còn cái kích nên em nhớ là không miễn dịch, không miễn dịch có nghĩa là ai cũng bị hết. Còn thông qua miễn dịch có nghĩa là cái da đó là nhạy cảm với cái dị nguyên đó. Thì cái thông qua miễn dịch đó nó thuộc phản ứng quá mạnh, muộn, nó chậm, thì nó sẽ cái người đó trước đó lại có cái tiền căn dị ứng với cái chất đó từ trước rồi. Thì biểu hiện lâm sàng của nó là viêm da kích ứng thì nó sẽ chia làm ba thể chính, là phản ứng kích ứng hay xảy ra khi làm công việc tiếp xúc với nước. Biểu hiện gồm đỏ da nhẹ, rồi mình sẽ bong vẩy, mụn nước hoặc vết chẩn, thường nó xuất hiện ở mu bàn tay và ngón tay, thì nó xuất hiện ở cái vùng da tiếp xúc với cái chất đó. Còn cái thể là viêm da tiếp xúc cấp tính thì xảy ra do tiếp xúc với hóa chất mạnh như là kiềm hoặc axit, thì nó xuất hiện nhanh trong vòng từ vài phút đến vài giờ sau khi tiếp xúc với chất kích ứng đó. Thì biểu hiện của nó là nó có kèm tổn thương này giống như bị phỏng gì đó, sẽ đỏ, sưng nề, rồi mụn nước, rồi cái bọc nước giới hạn rõ, nó khu trú tại cái vùng da là tiếp xúc với cái chất kiềm axit đó. Thì cái tổn thương đó nó sẽ lan nhanh và nó sẽ ngừng khi mà mình ngừng tiếp xúc với cái chất đó. Còn đối với cái viêm da kích ứng mà mãn tính á, thì nó sẽ là do mình tiếp xúc lại nhiều lần với cái chất đó thì nó mới xảy ra. Ví dụ như mình xài một loại xà phòng hay dầu gội mà nó không đó, cái lần xài đầu tiên đó, nó không có xuất hiện các hiện tượng như đỏ da chóc vẩy đâu, mà nó sẽ xuất hiện sau khi mình sử dụng cái sản phẩm đó sau vài tuần hoặc vài tháng. Thì khi đó thì chủ yếu da mình nó sẽ bị đỏ, bị lên chen hó, nghĩa là bị căng sừng lên, bị khô, thì giới hạn nó không rõ, là ngứa. Thì nó hay gặp ở viêm da bàn tay hay gặp ở nữ tiếp xúc với chất kích ứng như là người nội trợ. Còn đối với cái thể mà viêm da tiếp xúc dị ứng thì mình chia làm hai thể, là thể cấp tính với thể mãn tính. Thì làm sao để phân biệt cấp tính với mãn tính? Thì chủ yếu là do cái sang cương của cái mãn tính á, khi đó nó sẽ có cái phong bảy với cái liên chen hóa, nghĩa là cái da nó bị tăng sừng lên, dày lên như sừng trâu, như da trâu này. Thì làm sao để chẩn đoán, xác định viêm da tiếp xúc?
thì mình dựa vào cái lâm sàng hình thái, cái sắp xếp và phân bố tổn thương của các vị trí gợi ý hay tiếp xúc của cái điểm đó, rồi mình dựa vào cái tiền sử cá nhân, đặc biệt là cái tiền sử của mình viêm da trước đó, với lại mình hỏi cái nghề nghiệp tới sở thích và sử dụng mỹ phẩm quần áo thuốc bôi. Đây rồi đến đấy, đối với cái tràng vi khuẩn là sao? Tràng vi khuẩn cái sang trường của nó là sẽ là mụn nước, nó khác với cái kia là mụn nước tập trung đám cái hàng rõ, nó ở bất kỳ vị trí nào chứ không giống như là tràng viêm da cơ địa. Đây là do yếu tố bên ngoài, không giống như viêm da cơ địa là nó sẽ đối xứng hai bên rồi nó xuất hiện ở các vùng nếp gấp, vùng khuỷu. Các nếp gấp thì tùy ở đây nó có viêm da cơ địa là tràng thể tạng, thì cái viêm da cơ địa thì nó sẽ mạng tính từng đợt, thường bắt đầu trẻ nhỏ, cái đặc điểm là hướng với tổn thương dạng tràng thì mình nó sẽ xuất hiện ở cá thể có đó mình bản thân hay có gia đình mắc mình, có yếu tố dị ứng như là em kiểm soát dị ứng sẵn hướng mày đây. Thì các xét nghiệm mà mình các cận lâm sàng mình làm trong viêm da dị ứng là gì, thì mình sẽ làm xét nghiệm IgE huyết thanh. IgE thanh là dùng để trong cái IgE là chuyên dùng trong các liên quan đến các xét nghiệm về dị ứng, nó không chỉ trong dị ứng trong tràng mà có trong miệng bề tay nữa. Rồi mình dùng test cắt da để coi thử bệnh nhân có dị ứng với cái dị nguyên là một pH bệnh, hoặc là mô hồng thì cấp đó, nó sẽ cho hình ảnh là hình ảnh sốt trong thượng bì hoặc tích tụ gan bào, đó là cái mụn nước. Hoặc là bán cấp là như hồi anh nói đó, nó sẽ tăng gai, tăng sừng biểu hiện rõ. Còn mạng thì nó sẽ có thượng bì dày. Thì làm sao để chẩn đoán được cái tràng thì mình sẽ có tiêu chuẩn là Enfinrica. Thì nó sẽ có 3 tiêu chuẩn chính và 3 tiêu chuẩn phụ. Thì 3 tiêu chuẩn chính của nó là gì? 3 tiêu chuẩn chính, cái đầu tiên á là phải có ngứa, và cái thứ hai á là cái vị trí biểu hiện tổn thương. Thì vị trí nãy giờ nói á, nó phải là ly chen hóa ở các đất gấp trẻ em hoặc thành giải người lớn, hoặc là nó xuất hiện ở cái mặt và mặt chuỗi ở các chi ở trẻ em và trẻ sơ sinh. Người lớn và trẻ sơ sinh nó có vị trí nó khác nhau, thì cái tổn thương á nó sẽ phát tan tái phát hoặc là mãn tính, nó kéo dài. Còn mới có một cái tiền sử gia đình có hai bệnh dị ứng như là hen viêm dị ứng thì đó. Còn tiêu chuẩn phụ của nó là gì? Tiêu chuẩn phụ của nó là đầu tiên là cái da nó khô, da khô như da mày cá, em biết da mày cá đúng không? Thì nó sẽ hoặc là dày sừng đan lông, hoặc là viêm da ở tay và chân, hoặc là chán vú, viêm môi, vẻ phấn, nếp ở cổ. Và cái tổn thương đó sẽ nặng lên dưới ảnh hưởng của yếu tố môi trường và tâm lý. Như là anh nói á, các yếu tố làm tăng cái tổn thương như là cái thời tiết khô hay là tâm lý là stress, thì nó sẽ kèm theo là ngứa khi mà bài tiết mồ hôi. Hoặc là nãy nói có xét nghiệm nó tăng IgE huyết thanh, nó tăng sắc tố quanh mắt. Đây là mấy cái dấu hiệu mà trong các bệnh lý dị ứng thì nó có dấu hiệu hiệu đi nghe một gan. Cái dấu hiệu đi nghe một gan là sao? Là mi mắt dưới có hai vết gấp, thì ngoài ra cũng có thể là có viêm kết mạc. Hoặc là giác mạc mình chót, hoặc là thuyền tinh thể dưới bao sâu. Nên là mấy cái tiêu chuẩn phụ thì mấy cái này nó hơi phức tạp, thì mình sẽ có một cái tiêu chuẩn khác là tiêu chuẩn của Hội Da Liễu Mỹ ADA 2073 cập nhật vào năm 2014 để ứng dụng trong lâm sàng để dễ
phối hợp như là phản ứng mạch máu không điển hình, là da bị nổi trắng hoặc là dày sừng nang lông, da bị cá, thì nó cũng tương tự như không tổn thương ở mắt và quanh mắt, miệng, quanh tai, đi trên khó chạy ở da. Thì nó sẽ đơn giản hơn là cái tiêu chuẩn của cái Hennepin và Rankin thấp hơn. Thì để đánh giá mức độ nặng của tràn á, thì mình có nhiều các bạn đánh giá, thì mình sẽ có cái EASC hoặc là SCORAD hoặc là PO SCORAD hoặc là POEM. Thì anh sẽ dạy cho em cái anh chị những cái SCORAD. Thì cái SCORAD á, nó tính điểm diện tích sang thương á, là phụ thuộc vào cái độ rộng da, là những nguy hướng ở trong bỏng vậy. Thì cái SCORAD của mình á, là A chia 5 cộng 7 B chia 2 cộng C, đúng không? A là gì? A là độ lan rộng, B là độ tổn thương, và C là diện tích chủ quan. Thì độ lan rộng á, thì trong này có quy ước là cái thì cái vùng ngực đó là 18, là cái diện tích nặng diện tích da đó, cái đùi là 9. Này, số trong vùng mặt dành cho chị dưới 2 tuổi, còn lớn hơn 2 tuổi á, thì mình sẽ dùng số ngoài mặt. Thì mình đánh số điểm vô, thì còn mức độ nặng là mình dựa vào cái hình thái của tổn thương là hồng ban hay là sẩn phù, có dịch mài, có sức gan, có liên kết hóa, có khô da hay không, của cái cho cho mình. Còn triệu chứng chủ quan á, mình sẽ đánh từ thang 0 đến thang 10, là họ bệnh nhân là ngứa từ 0 đến 10 thì ngứa cho mấy điểm. Mất ngủ cũng đánh từ thang 0 đến thang 10, phải là bệnh nhân chất lượng giấc ngủ á, thì cho mấy điểm. Thì mình nên lấy trung bình trong 3 ngày 3 đêm. Thì tới này mình có cái, hình như là mấy này là đều có app tính sẵn đó rồi, việc nhập số với thôi. Thì để cho nó phân biệt á, thì mình cho nó phân biệt với viêm da tiết bã. Viêm da tiết bã thì sao? Viêm da tiết bã thì nó cũng có mụn nước, mụn gia đình đồng ban luôn, nhưng mà vị trí nó khác, vị trí nó sẽ ở vùng tiết bã chứ không phải là ở cái vùng đối xứng như là trong tràng. Thì nó chủ yếu cái vùng tiết bã chủ yếu của mình ở đâu? Cái vùng tiết bã chủ yếu của mình là chủ yếu là cái vùng mà hay nổi mụn á, cái đầu quanh chậm hai cái sóc mũi này đó, hoặc là ở các cung trong mày trán. Thì phân biệt với nấm da, nấm da thì nó tổn thương chủ yếu là nó tự tổn thương ly tâm giới hạn rõ. Thì ở giữa thì nó nhẹ hơn là ở bên phiền bên ngoài. Còn ghẻ thì ra hình ghẻ thì nó cái tổn thương nó chuyển lực kẹt ngón tay của nó, và nó ngứa nhiều vào đêm. Còn bảy nến thì nó sẽ có cái nó cũng có da ban đậm dọc luôn, nhưng mà nó xuất hiện cắt vẩy hình xài cừ, nó bong vẩy ra chứ không phải tổn thương mụn nước như là tràng. Thì biến chứng của tràng là gì? Biến chứng là khi mà cái da này em có cái hình đó, cái da trong tràng nó cái tiền bì nó liên kết lỏng lẻo và nó bị dịch nhiều, thì đó là cái điều kiện thuận lợi để cho nhiễm trùng cái vùng đó. Thì cái nhiễm trùng ngoài da thường gặp nhất đó là cái con tụ cầu vàng, bình thường nó đã sống ký sinh trên da này rồi. Khi mà cái vùng da nó lại thuận lợi nữa thì gây viêm nhiễm lan rộng trong cái vùng đó. Thì khi mà bị có nhiễm trùng cái con Staphylococcus aureus
thì là cái vùng da đó nó không còn là cái bị hồng ban nữa, sẫm hồng ban nữa, mà đó là bị cái vùng da bị viêm tấy rồi, là sưng đau, sưng tấm đỏ đau. Còn với cái mụn đó nó màu vàng, nó chỉ dịch màu vàng. Đây những cái hình này nó cái mụn nước nó còn trong nữa, nó chuyển thành màu vàng. Ngoài ra mình còn có biến chứng là cái biến chứng là gì, virus hẹp bét. Thì họ vừa có dạy anh vậy mà học biết rồi, thì hẹp bét đó sẽ là chùm mụn nước với cộng với vết lở với hạn rõ đồng dạng, và nó đóng ngoài xuất huyết, vị trí của nó sẽ bắt cổ và thân mình. Khi mà nhiễm hẹp bét đó, nó sẽ có dấu hiệu nhiễm CV, là sẽ có sốt, mệt mỏi, sưng hạch. Thì về điều trị á, điều trị của mình á là sẽ có sự tương quan giữa cái sinh bệnh học và cái quản lý điều trị. Thì cái chủ yếu trong trong tràm á là nó bị suy giảm chức năng của cái hàng rào bảo vệ, nên mình sẽ làm tăng cường nó. Thì mình tăng cường cách nào? Mình sẽ làm ẩm nấp sừng. Lại cái vai trò chính của cái tràm đó là mất nước, mất nước không mất độ ẩm của cái da đi, mình sẽ làm ẩm nấp sừng. Ở đây là do nó sự yếu, mà cái lớp sừng nó bị suy yếu là do cái phản ứng tự miễn của mình nó tấn công cái lớp sừng đó. Thì mình do cái đáp ứng miễn dịch thì mình sẽ làm kháng viêm, sẽ làm giảm cái đáp ứng miễn dịch và phá hủy cái lớp sừng đó. Thì ngoài ra còn cái yếu tố môi trường. Yếu tố môi trường là sao? Là dị nguyên, cái nhiễm khuẩn. Thì đối với dị nguyên á, mình sẽ là tránh tiếp xúc với dị nguyên và kháng sinh. Thì nói tóm lại, mình tiêu chính của mình đó có bốn cái, là ẩm đất sừng, kháng viêm, là ức chế miễn dịch, kháng sinh đối với nếu có nhiễm trùng, và mình tránh tiếp xúc với dị nguyên nếu mà chính cái dị nguyên này. Ngoài ra mình phải kết hợp với giáo dục và tham vấn cho bệnh nhân và người nhà để hiểu rõ về bệnh. Cái đặc trưng chính của tràm là ngứa và gãi. Khi mà ngứa và gãi á, là sang thương nó lan rộng lên, nó là cây bội nhiễm, với lại mà dày sừng là đi che gió nên phải giảm ngứa và gãi. Với đặc trưng của tràm á, tại sao cài điện đến ngủ vì nó gây ngứa nó mất ngủ. Mình nên giáo dục sức khỏe cộng đồng, mình nên chú ý cái vai trò về điều ẩm da với bệnh của tràm. Thì mình sẽ giáo dục bệnh nhân là tránh các yếu tố và khác là nặng hơn. Thì yếu tố mà khác nặng là gì, là giống như là mình đã nói rồi đó, là dị nguyên, là cái chất kích ứng da. Thì bệnh này thì nó có xà phòng, thuốc giặt, thuốc tẩy, vải len, có thuốc. Thì hoặc là khí hậu lạnh hay khô quá, hoặc là da khô do tắm lâu. Em biết vì sao mà tắm lâu da khô không? Khi tắm lâu á là mất cái lớp nhầy bên cái lớp nhờn mà bảo bên ngoài da, nó không có giữ nước được, làm hơi nước thoát ra, nó làm khô da. Hoặc là nhiễm trùng, nhiễm virus, hoặc là kinh nguyệt thai kỳ, hoặc là yếu tố tâm lý cho chết. Thì tắm sao với bệnh nhân chà, thì tắm sao? Thì đối với bệnh nhân chà á thì không được tắm mà ngâm trong nước quá lâu là dùng lòng, nó gây khô da. Tránh sử dụng các nước nóng thì cái da nó đã yếu rồi, nó bị tổn thương lớp sừng rồi. Rồi tránh các chất tẩy và xà phòng, những cái chất này nó sẽ kích ứng làm cho cái khởi phát cái đợt tràm. Hoặc là dùng xà phòng tắm pH trung tính, mình nên dùng xà phòng tắm pH trung tính này có cái gọi là do acid hoặc là bao giờ quá cũng làm tổn thương cái da. Thì chất giữ ẩm tắm và dưỡng cho da thì mình sử dụng cái chất giữ ẩm. Thì vì sao giữ ẩm? Vì nó sẽ làm cải thiện cái hàng rào bảo vệ của da. Thì cái giữ ẩm á được coi là cái điều trị đầu tiên và cơ bản của bệnh nhân tràm, là điều gì quan trọng nhất và được sử dụng thường xuyên lâu dài trong mọi giai đoạn, là giai đoạn nào cũng xài nó hết.
và ngay cả khi nó không bị ngừng đi cũng xài, thì mình có thể cho bệnh nhân thoa khi sau khi tắm xong để tránh mất nước, và có thể thoa nhiều lần trong ngày đều đặn và liên tục. Thì đang có một cái bảng điều trị đặc hiệu là corticoid thoa, là corticoid tại chỗ. Thì khi mà mình xài corticoid đó là mình lúc nào phải chú ý là mình giảm liều từ từ, và mình đối với mình không qua 45 gram một tuần đối với loại mạnh và 100 gram một tuần đối với loại trung bình hoặc yếu, thì nó có tác dụng là ức chế miễn dịch với kháng viêm, làm cho giảm lại bệnh nhân của bệnh nhân. Thì đây có một số loại như là khi anh có để cái bảng, ví dụ như là có đề đề số 0,05% thì cái mức độ đó là mức độ trung bình, hoặc là hydrocortisone status 0,4 đến 2,5%. Ngoài ra có một số loại như là hansinolone 0,1%. Thì ngoài ra ngoài dùng cái cọc tiêu huyết để ức chế miễn dịch, còn mình có dùng một cái loại khác đó là calcineurin. Thì khi nó đặc hiệu hơn cái cọc tiêu huyết ở chỗ là nó sẽ ức chế hoạt hóa tế bào vô T, nó làm ức chế các cytokinin, nó giúp giảm viêm. Nó không giống với cái thằng cọc tiêu huyết là nó ức chế hết hết cả quá trình viêm luôn, ức chế mọi giai đoạn của quá trình viêm luôn, là nó có thể cái nhiệm vụ là giảm miễn dịch, thì nó sẽ giúp nó giảm tác dụng phụ của cái corticoid. Giờ thì số tác dụng phụ nó, và nó nên tránh được cái trẻ dưới 2 tuổi, thì tác dụng phụ thường gặp của nó chỉ là mọc rát với đỏ da mùi hoa, và nó có thể biến mất sau vài ngày. Đối với trường hợp nặng khác chị thì sao, thì mình có thể dùng cách ánh sáng là UVB chẳng hạn, hay là mình dùng thuốc chế hệ thống luôn. Có mấy cái này còn mạnh hơn cả cái mạnh hơn cái gặp clip như là methotrexate, cái này dùng trong cả viêm khớp dạng thấp, hoặc là dùng cái thuốc thế hệ mới như là thuốc sinh học interferon. Thì ngoài ra có một số điều trị hỗ trợ khác như là thực phẩm chức năng, thì hiện nay vẫn chưa có bằng chứng là thực phẩm chức năng có lý như là dầu cá hoa anh đào có điều trị, nhưng hoặc là vitamin D cũng chưa có bằng chứng là liên quan độ hại của bệnh. Thì nhưng mà có liệu pháp vi sinh, thì các nghiên cứu có thấy là các men vi sinh như là lactobacillus hay xài cho mấy cái nhỏ bị rối loạn tiêu hóa, hoặc là prebiotic nó thúc đẩy hệ vi khuẩn mong muốn ở bà mẹ thai và trẻ sơ sinh, nó giúp giảm nguy cơ mắc càng viêm da dị ứng ở trẻ từ 1 đến 4 tuổi. Thì làm sao để phòng ngừa các đợt bùng phát của càng, thì là thì để phòng ngừa bùng phát đó, cái đầu tiên mình luôn lưu ý là phải giữ ẩm cho cái da thường xuyên, tránh cái yếu tố mà gây bùng phát. Tránh các yếu tố gây làm bật lên cái đợt đó, hoặc là mình sẽ kiểm soát cái phản ứng viêm bằng cái thuốc ức chế miễn dịch, và mình điều trị cái điều chỉnh cái lối sống của mình là ngủ đúng giờ, sử dụng kem chống nắng. Em cần nhớ là nó chàng đó, là một bệnh thường gặp tính da giảm, nó cái cơ chế bệnh sinh chủ yếu của nó là giảm chức năng bảo vệ của hàng rào da, và đáp ứng với bệnh nhân được khởi đầu bởi các tác nhân môi trường. Thì nó đối với bệnh nhân chàng mà phải sử dụng các sản phẩm chăm sóc da thích hợp và điều trị nguồn yếu của nó là kháng viêm, kiểm soát nhiễm khuẩn, bội nhiễm, ngừa nhiễm, và phải giáo dục sức khỏe lên tuân thủ chấp cái điều trị. Thì về mặt y học cổ truyền, thì về quan điểm y học cổ truyền á, thì chàm á thuộc phạm vi chứng là chứng thấp xa,
Vì sao gọi là thấp? Vì sao gọi là thấp sang? Vì nó đó là một sang thương mà nó ẩm thấp, nó chủ yếu đặc trưng của nó là một nước, thì nó được ghi chép trong Kim Quỷ Yếu Lược với mệnh danh là tẩm dâm sang, là tẩm dâm sang. Thì theo Kim Quỷ Yếu Lược thì nó có hỏi là mạch thoát vào tạng chết ngay vào ngũ lành là thế nào, thì không phải là một bệnh 100 bệnh đều thế. Vì như tẩm dâm sang á, mỗi loại bệnh ở vi khuôn hay từ vùng bộ đang ra khắp mình nè, nó giống như cái nãy mình đọc á, nó từ miệng mà bắt đầu lan ra tay chân, có thể chạy hoặc là từ tay chân lan vào miệng không thể chạy, bệnh ở ngoài có thể chạy bệnh vào trong mình chết ngay. Thì ngoài ra điều số 7 á, thì nó gọi là nhân sang hoàng liên phóng chủ bệnh ấy, hoặc là từ miệng chạy đến tứ chi có thể chạy, hoặc là từ tứ chi chạy vào miệng thì không thể chạy. Thì theo cái quyển mà Chư Bệnh Nguyên Hậu Luận á của tác giả Sào Linh Phương nhà Tùy, thì đây là một bộ sách đầu tiên thảo luận về cái chứng nguyên nhân bệnh là bệnh cơ. Nó nói về nhiều loại bệnh như là nội khoa, ngũ quan, nội thương khoa, phụ sản và nhi khoa. Thì nó có nói là cơ chế hình thành sang của các loại sang, thì vùng đầu nặng lâu ngày táo sang rồi thấp sang rồi tụ sang, thì nó kêu á là do khuôn tấu hư, nó giống như mình đó, là cái lớp thượng vị nó bị lỏng lẻo, bị tổn thương, không khí thấp là bị huyết khí kết tụ mà thành, là do cái yếu tố không thấp bên ngoài ảnh hưởng tới yếu tố môi trường. Thì á thì cho nó mô tả giống mình này, thường ở tay chân và đối xứng như quả thù chu non, kích thước là từ 1 đến 4 mm, thì cái biểu hiện là đau ngứa gãi thành vết loét và chảy dịch vàng, thâm hút to ra vỡ và ngày càng nặng và biến hóa thành trùng. Thì về táo sang họ là sao, là nếu mà thấp khí không khí nhiều quá thì sẽ gây khô táo, gây nhung nhớ gãi bong thành mảng trắng, khô đau, thì nó thiên về khô táo thôi. Còn nếu mà thấp sang hậu á, kiểu là nếu mà không ít mà thấp khí nhiều thì nó chủ yếu là đau ngứa chảy dịch thường thấm ướt. Còn nếu là cựu cựu sang hậu á, thì cái tổn thương á nó sẽ tích lâu ngày không khỏi, làm cho cái khuôn tấu hư, làm không tắc không thấp khí trệ ngưng trệ, trùng nằm trong gây nhục tắc sinh trưởng, nó thường kéo dài ngứa đau mà không khỏi, thì nó sẽ gặp trên cái mụn nước là da viêm ngứa mà hay tê tê lại. Thì về nguyên nhân cô chứng bệnh sinh đó thì kiểu là ba ba cái ngoại tạng chính đó là phong, thấp và nhiệt, nó tấn công vào vi khuôn làm cho khí huyết nó bị ngưng trệ lại mà sinh ra cái thấp sang. Nhưng mà nói là cái bệnh này đó là do chất nhân bên ngoài là phong nhiệt thấp, nhưng mà nó kèm theo là cái nền tảng là cái cơ địa cái huyết của bệnh nhân này có vấn đề, giống như là cơ thể nền tảng dưỡng thì nó mới gây ra cái thấp sang.
thì về thèm mãn tính là sao? Các bạn có thể cấp tính, còn thèm mãn tính khi mà cái phong thấp gì đó nó không có được giải đi mà nó hút lại ở trong bì phu thì nó sẽ làm tổn thương tới cái phần huyết của mình. Từ đó mình mong câu là huyết hư mà sinh thông hóa táo. Sinh thông nghĩa là sao? Sinh thông á là bị thương chỗ là ngứa nhiều, nó lan đặt nhiều chỗ, đặc tính của phong là di chuyển thay đổi và ngứa. Còn hóa táo là sao? Là khô, là khi cái da đó nó bị dày sừng, bị lên chen hóa, bị khô cái da. Thì làm sao để mình phân biệt giữa phong thấp nhiệt áo trên lâm sàng? Thì mình sẽ dựa vào cái triệu chứng tại chỗ, như là cái sang thương mụn nước. Thì nếu mà cái mụn nước á, nếu mà cái mụn nước trong á thì nguyên người phong, và nếu mà mụn vàng á thì cơ thể là thấp, khi mà trắng đục á thành nhiệt, còn khi mà nó vỡ ra cấp 7 á thành táo. Thì còn về cảm giác á, nếu như phong á, cảm giác của phong là rất ngứa, còn cảm giác của táo á ngứa với khô, còn nhiệt ở đâu rát. Về nền da của phong á hơi đỏ, nhưng mà cũng nhiệt á thì đỏ nhiều với xương tấy. Táo á, là dày khô bệnh nẻ, còn toàn thân nó chỉ là nhiệt là có sốt. Về điều trị á thì mình có thể dùng nhị châm, nhị châm cách biệt tế môn hội tiết. Về dưỡng sinh thì có yếu tố là yếu tố stress, đây là công tác tràn, thì mình có thể giảm căng thẳng, giảm stress bằng cách tập thư giãn thở bóng thờ mỏ sen. Về điều trị dùng thuốc á, thì đối với thể phong nhiệt tạm bị khô thì mình dùng cách trị là sơ phong thanh nhiệt. Thì nó xuất xứ từ ngoại khoa chính tông cho tất cả trầm trực công, nhưng tại nhà mình thì trong đó nó ghi á là có cái câu mà các em dễ thuộc này: tiêu phong tán nội quy sinh điện, là có đương quy sinh điện, thiền pháp kinh phong xương cổ xong, hồ mang chi mẫu ưu bạn bản. Cái câu này dễ nhớ thôi. Thì cái nguyên bản của nó sẽ là chỉ thông thấp tạm dân huyết mạch sinh sang giới, cạn ngứa không dứt, là ngứa nhiều từ người lớn đến trẻ nhỏ, không gì không chậm, còn thân nổi bạn ban kỹ lúc mỗi lúc nặng. Thì cái lúc nổi lúc nặng đó là đặc tính của phong. Thì còn phong nhiệt tạm bị phu, thì đây là cái thành phần bài thuốc: có sinh đương quy sinh điện, phong tâm tiền phái chi mẫu bổ sung, kinh giới thương trùng ngư tử thành cao. Sau đây mình có can thảo và mộc thông. Thì đây là cái bài mà nó giúp mình cái chức năng chính của nó là phát tán phong nhiệt. Khi mà cái phong nhiệt nó còn ngoài biểu á, mình sẽ dùng phát tán ở bên ngoài. Thì dùng các vị để phát tán, để sơ tán nó đi á, thì dùng kinh giới phòng phong, ngư bằng tử, thiền thoại, nó đều là các vị mà tán phong nhiệt chính. Thì trong cái sang cương của mình á, các mụn nước gì đó từ trong miệng mình gọi là thấp, thì mình sẽ trừ thấp. Thì trừ thấp nó có thể là dùng kỳ kỳ cao thấp các hạn đấy, khi dùng cương trùng. Ngoài ra để tăng tính thanh nhiệt trong cái bài này á, cái bài này còn sử dụng thêm cả cổ sâm để thanh nhiệt giải độc ở bì mao. Cái cổ sâm là bị thuốc dùng thanh nhiệt giải độc ở bì mao, hoặc là thanh nhiệt bằng cách đó là mình sử dụng huyết. Dưỡng huyết là thanh nhiệt dùng đương quy sinh điện, là thanh nhiệt đương huyết. Các vị mà thanh nhiệt mạnh hơn á, là có thạch cao với chi mẫu, nó thanh nhiệt tạ hỏa luôn. Thì tùy những nhiều lâm sàng các em tra giảm thêm. Ví dụ bệnh nhân mình nhiệt nhiều á thì tăng mấy cái thanh nhiệt lên, nhưng mà ngứa nhiều á tăng mấy cái bộ sơ thông chạy nhiều lên.
thì cái tôi không thanh nhiệt không gì mà mê hôn tôi nhưng bài lần đã trở nên thay thì em thêm thì đây có cái chế và vị thuốc đó nữa. Rồi, sang thể thấp nhiệt tạm bì phu. Thấp nhiệt tạm bì phu á, mình sẽ dùng bài tiêu phong đảo tán. Cái chỉ của mình đó là thanh nhiệt hóa thấp. Cái bài này có xuất thứ từ Yên Tâm Kim Giám của tác giả Ngô Kim, đời nhà Thanh. Thì cái quyển này á, nó có nhiều loại lắm, nó có liên nó chỉ về các bệnh về ngoại khoa, nhi khoa, về sản phụ khoa cũng có. Thì cái bài tiêu phong đặt toán này á, nó chủ yếu là các chứng bệnh là vùng đầu mặt hai chân mày, thì gọi là nải tiễn, gọi là mụn sữa, hoặc là ngứa màu mắt trắng, hình giống như ghẹ lửa, ghẹ lở, là do lúc mang thai nước nhiệt sinh ra ngạo của phóng xạ gây ra, là giống như là bị tràn thể tạng và mà chị em thì có khi tắm rửa sai cách gây bỏng da nổi như da gà, ngứa quá mức để chảy nước vàng ra ra toàn thân, từ đó thành thấp. Thì cái này giống như là tràn tiếp xúc. Thì cái bài thấp nhiệt hạ vị phu á, trong các nhiều đó mình dùng bài tiêu tiêu phong đảo xúc tán. Thì thì thành phần của nó, thành phần của nó là có sinh địa, sức phục linh, ngưu bàn, bạch tiễn, tùy, kim ngân hoa, hoàng liên cam thảo và đăng tâm thảo. Thì tức là hình hình mấy cái vị thuốc. Thì đây là sức phục linh, ngưu bàn, bạch tiễn, tùy, kim ngân hoa, bạch này, hoàng thông, hoàng liên cam thảo, đăng tâm thảo. Rồi có cái hệ huyết thương không táo mình dùng bài tứ vật tiêu phong ẩm gia giảm. Thì cái thành phần của nó được gọi là tứ vật tiêu phong ẩm là nó sẽ có tứ vật là địa thuộc khung nguyên với các vị thuốc bằng thang tiêu phong như là kinh giới phong phong, huyền thoái, hổ sâm. Thì để em cứu rồi thì ngoài ra nữa một số vị thuốc nam có thể điều trị các chứng hung nhọt sang với hung chứng. Thì theo hôm nay thì thường hiệu thần hiệu thì mình sẽ có nghệ vàng cũng có khả năng tiêu hung nhọt, hoặc là dùng quốc kim là cụ nghệ lưng và bị cay đắng lạnh thì thái miếng hơi khô mà dùng. Thì ngoài ra mình có thể dùng lá lan và bị tiêu hung nhọt. Bây giờ mình qua mặt hình chứng cứ thì sẽ có một số
nghiên cứu nói về cái khả năng điều trị eczema thì mình sẽ có cái nghiên cứu năm 2020, nghiên cứu của miền Bắc tuyền 2021 thì có cái các vị thuốc như là hẹ ho, lá gân đỏ, thương vị tử, nước lát, kim ngân đàn, hoàng bá hoặc là nước lát thương tử hoàng bá thì nó sẽ có tác dụng là hỗ trợ điều trị chống eczema trên cụt cấu trắng. Thì cái bài đó nó được chiết bằng 6 thuốc pha ethanol. Đây, có thêm nữa. Có bài tiêu phong tán nữa. Tiêu phong tán nó sử dụng trong điều trị viêm da dị ứng đó. Nó không những điều trị trong mức độ nhẹ mà nó còn điều trị trong cái mức độ nặng và khó chữa. Thì cái trong nghiên cứu này á thì nó sẽ là một thử nghiệm nghiên cứu ngẫu nhiên bù đôi chứng có dạy dược có 7 lúc bệnh nhân bị viêm da dị ứng nặng được điều trị 8 tuần thì cái nhóm điều trị á mà sử dụng bài tiêu phong tán, còn cái nhóm giải dược á thì không có xài. Thì mình sẽ so sánh về số lượng điểm đăng đỏ, điểm tổn thương bề mặt, điểm ngứa, điểm giấc ngủ trong 4 tuần thì em thấy là cái đường mà cái nhóm là sử dụng cái tiêu phong tán thì cái điểm số nó giảm